dây điện Kenbose C600 được khách hàng đánh giá cao về hiệu suất làm việc và cũng là sản phẩm đang được bán chạy nhất tại kho Lạc Hồng. Hôm nay hãy cùng Lạc Hồng điểm qua 4 điểm nổi bật của tơ điện Kenbose C600 siêu êm, siêu nhanh, siêu bền này nhé. Thiết kế nhỏ gọn bắt mắt thuộc dòng tơ mini có thiết kế nhỏ gọn bắt mắt với màu sơn vàng nhạt đặc trưng, trọng lượng nhẹ chưa đến 43,5 kg, dễ dàng lắp đặt và di chuyển. Ai làm việc hiệu quả? Nếu anh chị đang có nhu cầu mua tơ nâng trong khoảng 250 kg đến 600 kg thì tơ điện siêu nhanh, siêu êm, siêu bền Kenbose C600 là lựa chọn hoàn hảo. Tốc độ nâng hạ siêu nhanh lên đến 48 m/s, tải trọng đạt 100% định mức cho khả năng nâng hạ đạt tối đa 600 kg, phù hợp với nhu cầu nâng hạ tại gia đình, nhà xưởng, kho bãi yêu cầu tốc độ cao. 3. Khả năng tiết kiệm điện. Được trang bị động cơ điện 220V công suất 1,5 kW, lõi được vấn hoàn toàn từ dây đồng nguyên chất. Bên cạnh động cơ là quạt gió và các khe tản nhiệt giúp máy làm mát nhanh, chạy êm, vận hành mạnh mẽ, giảm năng lượng tiêu hao. 4. Đa dạng phiên bản. Gồm có 2 phiên bản, Kenbose C600T là dòng tờ treo và Kenbose C600N là dòng tờ ngồi, hay còn gọi là tờ đặt đứng, cùng chiều dài cáp 30m và 60m, đường kính 6mm, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, anh chị cũng có thể yêu cầu thay đổi kích thước cáp sao cho phù hợp với điều kiện làm việc thực tế. Và trên đây là 4 điểm nổi bật về tờ điện Kenbose C600. Nếu có nhu cầu, anh chị hãy liên hệ trực tiếp với Lạc Hồng để được tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất. Cảm ơn anh chị đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.